Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay đúng là một cái ngày gọi như là phải nói đến có hai từ tuyệt vời. Chưa có cái ngày nào mà tuyệt vời và có một cái sự hạnh phúc và có một cái sự gọi như là tươi sáng như cái ngày hôm nay trong cái câu chuyện của cố ca sĩ Vân Quang Long qua đời. Thì tất cả chúng ta cũng đã biết trong ngày hôm nay đã xuất hiện rất là nhiều cái đoạn clip trên mạng xã hội với các anh YouTuber với những cái việc làm tràn ngập niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc đó mọi người. Rất là ý nghĩa khi cũng đã xuống tận nơi quê nhà của chị Linh Lan trao những cái phần tiền đến cho dì của chị Linh Lan ở dưới khu vực đó. Thì chúng ta cũng thấy đó, nhà dì của Linh Lan đó, nhà thì rất là nghèo khổ, không có lấy một cái gọi như là cái túp lều để che thân. Mưa gió thì nó ngập lút nhà lút cửa. Thì cái lúc mà anh Vân Quang Long còn sống á, thì chị Linh Lan với anh Vân Quang Long á cũng đã có cái ý định muốn xây cho dì một ngôi nhà nhỏ nhỏ cấp 4 đó mọi người, để ở, để cho nó có cái chỗ chui ra chui vô nương tựa tuổi già, khi dì ấy cũng đã 60 tuổi rồi, đúng không mọi người? 60, hơn 60 rồi mà không có chồng con gì cả, cho nên là cái cuộc sống hiện tại bây giờ là nó rất là khó khăn. Thì như vậy, qua những cái thước phim của anh em tràn ngập cái tình thương như vậy thì cũng đã được rất là nhiều các quý mạnh thường quân để ý đến. Thì trong số đó thì có cái anh bánh mì, thì anh ấy cũng đã làm một cái nghĩa cử thực sự là đáng để chúng ta phải noi gương, chúng ta phải học tập. Khi anh ấy cũng đã đăng cái hoàn cảnh của dì lên thì đã được các mạnh thường quân cung cấp một số tiền ít nhiều, và ngày hôm nay thì anh ấy đã trao được một với cái số tiền là 20 triệu. Nhìn cái cảnh mà bánh mì cũng như các anh em xuống trào thì chúng ta cảm thấy xúc động và cảm thấy cái đây là một cái hành động quá tuyệt vời, quá đẹp đó, cho những cái người mà đang gọi như là có những cái hoàn cảnh thực sự khó khăn. Dịp Tết Nguyên Đán cũng sắp đến thì ai ai cũng mong muốn cho tất cả mọi người có được cái sự đầy đủ và đón một cái Tết thật là yên vui và có cái sự ấm áp chan hòa. Thì những cái phần tiền nho nhỏ của các quý mạnh thường quân gửi đến cho các nhịp cầu nối như bánh mì rồi các anh em để trao cho những cái hoàn cảnh như vậy thì chúng ta cảm thấy rất ấm lòng. Thì qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy đó, thì từ trước đến giờ toàn bộ là những cái câu chuyện gọi như là nó tối tăm mù mịt và nó rất là rối não, đau đầu nhức óc. Mặc dù câu chuyện này không phải là câu chuyện của chúng ta, gia đình của chúng ta ấy, nhưng mà câu chuyện này là cái câu chuyện của xã hội, nhưng mà thực chất ra thì nó cũng đã có những cái đánh động đến tất cả mọi người khi ai ai cũng lên tiếng, người người lên tiếng, nhà nhà lên tiếng về cái câu chuyện này. Thì thực chất ra cái chuyện đúng hay sai thì cái đúng đó chúng ta cũng không quan trọng lắm nữa, khi anh Hương Qua Long cũng đã mồ in mã đẹp và cũng trong thời gian sắp tới chắc cũng sẽ dần đi vào lãng quên những cái câu chuyện lùm xùm. Còn hình ảnh của anh ấy thì chắc cú sẽ còn lưu giữ mãi trong trí nhớ của một thời tuổi trẻ, của một thời mà chúng ta ngày trước xem anh ấy hát trong những nhóm nhạc 1088 thì chúng ta cảm thấy rất là xúc động và bồi hồi, rất là tiếc thương khi anh ấy đã ra đi một cách quá đột ngột, để lại bao nhiêu nỗi tiếc nuối đó. Thì đến hiện tại bây giờ thì cái câu chuyện của Linh Lan lùm xùm đến đâu thì dần dần xuất hiện thêm những cái tình tiết mới, nó mang tính chất tốt đẹp, tươi sáng hơn. Thì chính Linh Lan cũng là người cũng đã dùng cái số tiền phúng điếu của anh Vân Quang Long để đi về miền quê của mình mua gạo, rồi cũng như các phần quà gửi đến cho các bà con cô bác hàng xóm láng giềng đang có hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, với một phần quà là gạo cũng như này kia đó. Thì như vậy là chúng ta cũng cảm thấy được rằng là Linh Lan là một người quá tuyệt vời. Qua cái sự mất mát to lớn nhất là mất đi một người chồng đang gọi như là chăm nom cho mình trong cuộc sống sau này, thì chị ấy cũng đã rất là đau buồn rồi, nhưng mà những cái hình ảnh và những cái hành động của chị ấy sau khi chồng của mình mất đi thì đã để lại cho tất cả chúng ta một cái ánh mắt nhìn gọi như là giống như thể là cảm tượng, giống như thể là những cái người Bồ Tát sống thực sự là như vậy. Không ai có được những cái hành động đó, rất là khó, rất là ít người như vậy mọi người. Người ta cũng có suy nghĩ thực tốt, người ta quan tâm đến mọi người thì người ta mới có cái ý nghĩ và kết có cái hành động như vậy. Cho nên là những cái vấn đề mà nói xấu về Linh Lan thì
chúng ta tuyệt đối không nên nói về những cái tiểu sử cũng như là những cái vấn đề ngày xưa, mà chúng ta hãy nhìn vào những cái hành động thực tiễn trước mắt là chúng ta biết được nó như thế nào. Thì qua Linh Lan đã phát quà cho bà con thì cái chuyện đó là nó đã là một hình ảnh đẹp rồi. Nhưng qua hình ảnh của chị Linh Lan thì người gì là người nghèo khổ mà người được quan tâm của chị Linh Lan nhất cũng đã được dư luận xã hội người ta cũng đã quan tâm đến. Và điển hình là đã có một phần tiền 20 triệu trong ngày hôm nay, và còn dự tính trong thời gian sắp tới cũng còn rất là nhiều cái số tiền nữa gửi về cho dì Tám, tức là dì ruột của chị Linh Lan, sẽ có một căn nhà trong mơ ước đó, để có cái chỗ chui ra chui vô, có cuộc sống tốt hơn trong thời gian sắp tới. Thì như vậy chúng ta cảm thấy rất là vui, rất là ấm lòng, và chắc hẳn tất cả mọi người xem được những cái đoạn clip đó là cũng rất là vui mừng và cầu mong cho trước tiên là Linh Lan sẽ vượt qua được cái nỗi đau, cái sự mất mát to lớn này để tiếp tục cái chặng đường phía sau là nuôi dưỡng những cái người con cái của mình và nuôi dưỡng những cái người thân của mình một cách đạt tiêu chuẩn nhất. Và chúng ta cũng rất mong làm sao cho Linh Lan sẽ có người hỗ trợ đứng sau để giúp sức, để giúp cho Linh Lan hoàn thành cái ý nguyện mà chính anh Vân Quang Lâm cũng đang muốn hoàn thành trong cái khi sống. Thì như vậy là chúng ta cảm thấy cái câu chuyện này dần dần có một cái kết thúc, nó thực sự có hậu, và chúng ta cảm thấy đáng trân quý, đáng trân trọng những cái điều này. Thì trong thời gian vừa rồi chúng ta cũng đã dốc hết sức để nói về cái vấn đề này và làm rất là nhiều những cái clip liên quan đến sự việc này. Nhưng chúng ta cũng trải qua cũng chỉ là những người ngoài đứng để phân tích và bàn luận về cái sự việc. Còn cái chuyện lùm xùm trước đó thì cũng rất mong tất cả mọi người dĩ hòa vi quý, bỏ đi những cái vấn đề xấu xa, chúng ta hãy hướng đến tương lai, những cái câu chuyện thực sự tốt đẹp, thực sự tốt như những cái hành động của các nhóm anh em đang làm ở dưới Vĩnh Long, giúp cho dì Tám có được căn nhà như vậy là chúng ta cảm thấy rất vui mừng rồi, đúng không ạ? Đó là cái câu chuyện mà ngày hôm nay thì Tám muốn nói với tất cả mọi người như vậy, để cho nó có một cái sự hài hòa nhất định trong cái cuộc sống xã hội hiện tại bây giờ. Những hành động như vậy là chúng ta đáng trân quý và đáng được chia sẻ, để cho nó càng ngày nó càng phát huy, và những hoàn cảnh khó khăn khác đang còn chờ đợi chúng ta sẽ được hưởng những cái phần quà thực sự có ý nghĩa. Tại vì cuộc sống mà mọi người, đâu đâu đó vẫn còn rất là nhiều những cái hoàn cảnh thực sự khó khăn mà người ta không mong muốn, nhưng mà người ta phải chấp nhận. Tại vì cái đó là cái số phận, cái ý trời đã định cho mỗi số phận của một con người. Không thể ai có thể là hoàn thiện hết được. Trong cuộc sống luôn luôn có người giàu người nghèo, thì cái cuộc sống của chúng ta nó có cái sự công bằng và nó văn minh. Cho nên là những người đang còn có cái sự khó khăn thì cần những cái người trợ giúp để vượt qua cái khó khăn đó, thì như vậy nó mới ấm áp nghĩa tình, và cái tình người ở trong câu chuyện này nó mới có. Những hành động của các anh em ở dưới đó thì Tàng cảm thấy rất là vui mừng và rất là đáng phải nể phục. Dù sao đi chăng nữa, cái câu chuyện này nó đã có những cái dấu ấn đẹp là chúng ta cũng đáng phải nói lên đây, chứ không thể nào chúng ta im lặng trong cái sự việc này được. Còn người xấu thì luôn luôn suy nghĩ cho người khác xấu đó, người tốt thì sẽ suy nghĩ theo cái chiều hướng nó lạc quan hơn, nó mạch lạc hơn đấy. Có người thì bon chen nhỏ nhen để soi xem xét cái sự việc nó sâu xa hơn, còn có người thì người ta rất là rộng mở tấm lòng của mình, và người ta không bao giờ nói về cái vấn đề nhỏ nhen bình thường như vậy, đúng không mọi người? Đó, thì chúng ta cũng đánh giá qua cái câu chuyện này có rất là nhiều cái trường hợp mà chúng ta cũng đáng phải có sự lên án và cũng phải nói đến nhiều cái vấn đề nữa, nhưng mà chúng ta cũng tốt nhất là chúng ta cũng không nên xem xét sâu xa hơn nhiều nữa. Trước mắt là chúng ta cũng mong sao ấy, trong thời gian sắp tới là cái sức khỏe của Linh Lan là cái người chủ chốt và cái nhân vật chính trong cái câu chuyện chúng ta nói ở đây là có sức khỏe và vượt qua được cái sự mất mát, giúp tiếp tục cho những người có những cái hoàn cảnh khó khăn. Và bên cạnh đó cũng rất mong các quý mạnh thường quân trong ngoài nước là để ý và giúp cho chị Linh Lan hoàn thành cái sứ mệnh mà chị ấy cũng đã muốn làm trong cái quá trình gọi như là sống và ở với lại anh Vân Quang Long đó. Còn có rất là nhiều người muốn trợ giúp chị Linh Lan nữa đấy, như kênh của Bánh Mì cũng đã nói rằng là có một chị bên Úc và chị bên Mỹ hay gì đó cũng đã hứa là sẽ giúp bé Helen nếu như có cái tiếng nói
của chị Linh Lan thì cũng sẽ đưa bé Helen qua bên Mỹ sống. Thì như vậy chúng ta cảm thấy như thế nào? Không phải người ngoài xã hội mà người ta không quan tâm đến sự việc này. Người ta rất quan tâm và người ta rất là có cái tâm lòng Bồ Tát. Người ta rất là có cái tâm lòng thương người. Người ta cảm thấy cái câu chuyện đó nó như thế nào thì người ta cũng đã đánh giá ra và người ta biết được cái sự việc đúng sai. Người nào phải nhận những cái vấn đề như thế nào, người nào cần được cái sự giúp đỡ thì người ta cũng đã có cái ánh mắt nhìn sâu rộng. Người ta đã hiểu rõ cái câu chuyện này và người ta đã giúp đỡ được những cái người đó. Như vậy thì Lực Tàng cũng thay mặt tất cả các anh em cảm ơn tất cả các quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã có tấm lòng bao la Bồ Tát như vậy. Như vậy là chúng ta cảm thấy rất là vui mừng, đúng không mọi người? Thì hôm nay Lực Tàng làm clip này gửi cho tất cả mọi người là như vậy. Đây là một cái câu chuyện hoàn toàn là cái kết có hậu và rất là tốt đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người cũng đã đồng hành và chúng ta sẽ tiếp tục có những cái tin tức mới. Mong làm sao nó sẽ tốt đẹp và tươi sáng như ngày hôm nay Lực Tàng cập nhật lên đây để gửi cho tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo ạ.